Chương 113, nhân vật đầu mối quan trọng. Anh đã sớm quen rồi, hoặc là nói ra mặt anh đã rèn luyện đến độ dày nhất định, dù sao ai mà chẳng bị người ta nói sau lưng, chỉ cần không ăn nói linh tinh ở trước mặt anh là được. Phó Cẩm Hành không để tâm, nhưng cho dù nói thế nào cũng làm phiền anh rồi. Anh, dừng một chút, Phó Cẩm Thiêm chân thành nói, người một nhà, làm gì mà phải khách sáo như vậy, đừng nói như người ngoài như thế, mau quay lại đi, công việc còn một đống chuyện phải làm. Hạng mục cậu phụ trách đó anh vẫn chưa sắp xếp cho ai cả. Phó Cẩm Hành vỗ vai anh ta mỉm cười nói. Hà Tư Ca ở bên cạnh không nhịn được nói xen vào. Anh chưa sắp xếp ai vào, anh căn bản là dùng tôi làm nhân lực miễn phí. Cùng lắm thì bảo tài vụ thêm tiền ăn và đi lại cho em, cũng không tính toán là hoàn toàn miễn phí. Phó Cẩm Hành cười danh mãnh Cảm ơn, đừng quên bảo đảm đãi ngộ, tiền lương tôi không cần. Hà Tư Ca lườm hắn một cái, nghiến rằng nghiến lợi nói thấy hai người bọn họ anh một câu tôi một câu cãi nhau võ cẩm thiêm cũng chỉ đành mỉm cười chỉ là nụ cười của anh ta phảng phất một chút xua xót trước khi đi hà tư ca quay đầu lại vô tình nhìn thấy cái khăn lụa của phụ nữ quấn trên tay vịn đầu giường võ cẩm thiêm cô không nhịn được nhìn thêm mấy cái cảm thấy càng quen mắt hơn sao thế võ cẩm thiêm có chút kinh ngạc hà tư ca quay lại đầu giường cầm một góc khăn lụa lên quan sát tỉ mỉ chắc chắn mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi cái này có phải là của cô gái đã cứu anh không cô tò mò hỏi đúng vậy trước kia đã nói với cô rồi phó cẩm thiêm gật đầu trong đầu hình như lóe lên hà tư ca buột miệng nói ra tôi biết là ai rồi sẽ không trùng hợp như vậy chứ phó cẩm hành đã đi đến cửa phòng bệnh thấy cô không đi theo cũng chỉ đành quay lại đúng lúc nghe thấy hà tư ca nói câu này hắn và phó cẩm thiêm đều cảm thấy không hiểu hai người cùng hỏi cô nói cái gì cô vọng vo cười hì hì nói tôi nói tôi biết người tốt đó là ai rồi đợi lần sau tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp anh để hai người làm quen với nhau phó cẩm thiêm vừa kinh ngạc vừa vui mừng thật không cô quen cô ấy à hà tư ca gật đầu chẳng trách tôi nhìn cái khăn lụa này cứ cảm thấy quen mắt tám phần là cô ấy rồi chắc không sai đâu không đợi anh truy hỏi nữa cô đã dựng bí mật không chịu nói tiếp Đến tận lúc đi vào trong thang máy, Võ Cẩm Hành mới to gan suy đoán nói, chẳng lẽ người cứu Cẩm Thiêm là Bạch Hải Đường à? Hà Tư Ca lộ ra vẻ mặt kính phục cảm khái nói, đầu óc của anh đúng là rất đủ dung. Hắn hử nhẹ, phụ nữ, biết cấp cứu vừa vặn em lại quen, lại còn dùng cái khăn lụa màu sắc giá như vậy. Chỉ cô ấy ra, tôi thật sự không nghĩ được người thứ hai. Cô thu hồi vẻ mặt trước đó lại, tức giận giơ tay đấm phó cẩm hành còn mắng. Anh mới già ấy, anh già nhất, vừa già còn vừa quê Lại dám nói xấu bạn thân của mình Đúng là không muốn sống mà Võ Cẩm Hành mặc cho Hà Tư Ca đấm vào ngực mình chậm rãi nói Vốn dĩ chính là quê mùa Cái màu đó gần giống cái màu mẹ tôi dùng Cổ tay cô mỏi như rồi nhưng hắn chẳng may may nhúc nhích Hà Tư Ca chỉ đành tức giận thu tay về Hải đường là một sách mà Anh cũng nghe rồi Lúc đang đi học cô ấy không có bạn Càng ngày học bài không biết ăn mặc Bây giờ đã tốt hơn trước kia nhiều rồi nhưng chắc chắn cũng không bằng những nữ minh tinh kia hà tư ca bất bình thay cho bạch hải đường một cô gái từ thời kỳ trưởng thành trở đi đã chống chọi lại mọi loại cám dỗ chuyên tâm học tập kết quả lại bị người khác phái chê cười nói khiếu thẩm mỹ của cô ấy có vấn đề đây là cái thói đời gì thế được rồi là tôi không đúng tôi xin lỗi em nhận ra giọng cô là lạ hơn nữa còn nhắc đến nữ minh tinh gì đó Phó cẩm hoành cảm thấy tình hình không đúng vội vàng chủ động cầu hòa Ngộ nhỡ lại nói đến Trương Tử Hân Há chẳng phải là mình lại chọc vào tổ kiến lửa Hừ Ngoài miệng anh thừa nhận không đúng Nhưng trong lòng chắc chắn không nghĩ như vậy Đúng rồi Nữ minh tinh người ta xinh đẹp như vậy Trải chuốt điệu đà Mặt nào cũng đẹp Hà Tư Ca vẫn không vui Cô ném lại một câu rồi xảy bước rời đi Phó Cẩm Hành đứng im tại chỗ Đến trong lòng hắn nghĩ như thế nào mà cô cũng biết luôn hả Hắn vội vàng đuổi theo Hà Tư Ca Mặt dày mày dạn kéo cánh tay cô nhỏ giọng nói Em đẹp nhất Không có ai đẹp bằng em cả Cho dù là so với ai cũng là em đẹp hơn Trải qua mấy lần tương tự như vậy Phó Cẩm Hành cũng thông minh hơn rồi Hàm muốn sống đã rất mạnh Nếu không chính hắn cũng không biết tại sao mình lại chết Mặc dù biểu tình trên mặt Hà Tư Ca vẫn khó chịu Nhưng ánh mắt cô đã dịu dàng rồi Phó Cẩm Hành thở phào nhẹ nhõm thầm nói trong lòng Ây, nguy hiểm quá Hai người vừa mới xuống đến chân bệnh viện, Phó Cẩm Hành lại nhận được điện thoại của Hoàng Nhất Sơn. Ông ta khóc nức nở cầu xin trong điện thoại. Phó Tổng, tôi đã làm việc theo dặn dò của anh rồi, tại sao anh vẫn muốn để Thiên Thiên vào tù? Phó Cẩm Hành nhướng mày lên. Hoàng Nhất Sơn, ông nên cảm ơn tôi, gần đây con trai ông đang hút ma túy đấy, ông có biết không? Nghe thấy thế Hoàng Nhất Sơn lập tức ngẩn ra, hình như không tin lắm. Ông làm ba mà hồ đồ quá rồi. Ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết Cứ để nó vào đó trước Vừa vặn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đám bạn xấu kia Đợi nó ngoan ngoãn rồi tôi sẽ nghĩ cách đưa nó ra Ông nghe hiểu rồi chứ Phó Cẩm Hành nghiêm giọng nói Hoàng Nhất Sơn nghe mà đầu đầy mồ hôi lạnh Cũng không dám nói gì nữa Điện thoại đặt xuống Hắn khẽ hờ một tiếng Hà Tư Ca mím môi Cô đã hiểu toàn bộ ý đồ của Phó Cẩm Hành Anh đúng là biết tính toán Ném Hoàng Thiên Thiên vào tù trước Cho hắn ném chút khổ coi như là báo thù cho phó cẩm thiêm còn có thể tiếp tục kiềm chế hoàng nhất sơn để ông ta hết lòng làm việc cho anh tránh cho hoàng ảnh ở bên kia chưa được hai ngày đã nhảy lên cô chặt lưỡi nói cũng không biết là đang khen hắn hay là đang chửi hắn nữa cảm ơn đã khen tôi biết bây giờ chắc chắn em vô cùng bái phục tôi ra mặt phó cẩm hành quả nhiên dày như trường thành là cái loại đâm cũng không thủng ấy vừa mới định tiếp tục chế giễu hắn mấy câu Hà Tư Ca đột nhiên nhớ ra, bây giờ mình vẫn đang phải nhờ vả phó cầm hành. Nếu như cô muốn gặp Phùng Thư Dương thì vẫn phải trông cậy vào hắn. Cho nên cô quả quyết ngậm miệng lại. Phó cầm hành thật sự cũng không khiến Hà Tư Ca thất vọng. Chiều hôm đó hắn nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói với cô. Sau khi Phùng Thư Dương đến khách sạn sẽ có một thời gian nghỉ ngơi ngắn, cô có thể gặp ông ta vào lúc đó. Nhưng mà cho dù có thể gặp mặt, thời gian cũng rất ngắn, dẫn có thể chỉ có mấy phút. Bởi vì lần này, phùng thư dương chỉ ở trung hải chưa đến 2 ngày lộ trình của ông ta đã xếp chật kín cả rồi tận dụng triệt để thời gian tôi chỉ có thể nói như vậy phó cẩm hành nghiêm mặt nói mặc dù chỉ có mấy phút nhưng hà tư ca đã cảm thấy rất hài lòng cô nói tư tận đáy lòng cảm ơn anh chỉ là ba chữ đơn giản nhất nhưng đối với hà tư ca mà nói đây là lần đầu tiên cô thật tình thật ý đương nhiên phó cẩm hành cũng cảm nhận được sự chân thành của cô hắn ngẩn ra lại không biết nên nói cái gì rất nhanh phụng thư dương đã được mời đến trung hải tin tức ông ta về nước trước một ngày mới chính thức tuyên bố với bên ngoài nhưng một vài người trong giới y học đều đã biết trước ví dụ như bạch hải đường bệnh viện cô ấy làm chính là nơi đứng ra tổ chức hạng mục trao đổi này cô ấy chủ động city dựa vào khả năng ngoại ngữ chuẩn mực cùng với kinh nghiệm lâm sàng phong phú, giữ chức phiên dịch bên cạnh viện trưởng, có thể tiếp xúc với Phùng Thư Dương ở khoảng cách gần. Vốn dĩ, Bạch Hải Đường còn nghĩ xong dự định xấu nhất, nếu thật sự không được, cô ấy định để Hà Tư Ca ăn mặc thành bác sĩ hoặc là y tá, thừa đức đồng thả câu, trà trộn vào khách sạn. Hà Tư Ca không muốn để cô ấy bị liên lụy, ngộ nhỡ mất việc vậy thì hỏng bét. May mà Phó Cẩm Hành rất mặt xử lý xong xuôi tất cả. Còn tại sao hắn làm được? Hà Tư Ca cuốn lấy Phó Cẩm Hành, Hỏi hơn nửa ngày hắn cũng không nói thật Còn cần hỏi à? Đương nhiên là dùng tiền rồi Nếu như ông ta không nói thật với tôi thì làm thế nào bây giờ? Ngồi ở trong quán cà phê Ở tầng 1 khách sạn Hà Tư Ca có chút căng thẳng Mười ngón tay xoắn lấy nhau Phó cầm hành lại rất bình tĩnh Vậy thì nghĩ cách khác Cô cạn lời Đợi khoảng 40 phút Chiếc xe chở phòng thư dương chậm rãi dừng ở cửa khách sạn Phó cầm hành và Hà Tư Ca không vội tiến lên từ xa hai người bọn họ đã thấy một đoàn người vây quanh một người đàn ông hơn 50 tuổi đi vào khách sạn, tiến về phía thang máy. Cô định đứng dậy, phó cầm hành ngăn cản. Đợi một chút, trợ lý của ông ta sẽ liên lạc với chúng ta, đừng vội hành động. Hà Tư Ca chỉ đành đưa mắt nhìn đám người Phùng Thư Dương tiến vào thang máy. Mười phút sau quả nhiên điện thoại của phó cầm hành vang lên. Hắn bắt máy nói mấy câu, sau đó dẫn Hà Tư Ca lên tầng. Phùng Thư Dương ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn do người đứng ra tổ chức đã thu xếp trước cho ông ta. Riêng điều này cũng nhìn ra được, quả nhiên bây giờ ông ta không phải là người bình thường, rất được coi trọng trong giới. Phó Cẩm Hành dẫn Hà Tư Ca ra khỏi thang máy. Trợ lý của Phùng Thư Dương là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn 20, da vàng mắt đen, chắc là một người Mỹ gốc hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, vẻ mặt lúc cười lên giống y hệt người nước ngoài không biết có phải là đi theo Phùng Thư Dương đã lâu hay không, mà cậu ta nói chuyện vẫn mang chút khẩu âm Trung Hải. Anh phó chào anh, giáo sư Phùng đang đợi mọi người rồi. Nhưng bởi vì ngày ấy phải lập tức tham dự một buổi dạ tiệc chào mừng, cho nên mọi người chỉ có thời gian 10 phút. Phó Cẩm Hành nhẹ giọng cảm ơn cậu ta, sau đó ôm eo Hà Tư Ca cùng cô đi vào. Tìm Hà Tư Ca đập như đánh trống, nếu như không phải là Phó Cẩm Hành đi ở bên cạnh. Cô nghi ngờ có lẽ nào đến cả sức đi bộ cô cũng không có hay không. Bọn họ đi vào phòng khách trong phòng, phát hiện ra một người đàn ông tóc hoa dâm đang ngồi trên ghế sofa trước mặt. Ông ta đeo kính, nhìn già hơn so với tuổi thật một chút. Giáo sư Phùng, phó cầm hành mở miệng trước. Thấy rằng thời gian của ông quý báu, tôi cũng không rảnh rỗi. Vậy thì nói thẳng ra luôn đi. Tôi nghĩ chắc chắn ông sẽ không quên hàng nguyên trình đúng không? Cho dù không nhớ ông ta, vậy thì đỗ uyển thu vợ trước của ông ông tuyệt đối cũng không quên được. Hà Tư Ca ở bên cạnh im lặng, siết chặt nắm tay, kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Cô muốn nghe xem, Phùng Thư Dương rốt cuộc sẽ trả lời thế nào. Chương 114, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Hình như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Hà Tư Ca, Phùng Thư Dương giơ tay đẩy gọng kính. Ông ta không trả lời ngay câu hỏi của Phó Cẩm Hành, mà nhìn cô trước. Phó Tổng, cô đây là... Ông ta chưa từng gặp cô gái trước mặt này, nhưng hình như đối phương rất căng thẳng luôn nhìn chằm chằm vào mình chuyện này khiến phùng thư dương sinh ra một chút hứng thú đây là hà tư ca vợ tôi cô ấy là con gái của hà nguyên chính tôi đoán chắc ông cũng biết hà nguyên chính và người vợ đầu tiên có một cô con gái đúng không võ cẩm hành trả lời tự nhiên nghe hắn nói như vậy phùng thư dương theo bản năng cau mày lại ông ta vốn còn tưởng là người có tiền nào đó bị bệnh nan y gì đặc biệt chạy đến tìm mình cầu thầy hỏi thuốc không ngờ lại là vì việc riêng hơn nữa lại còn có liên quan với mình Xin lỗi Thời gian của tôi rất quý báu Không muốn lãng phí vào chuyện cũ ngày xưa Tôi còn có việc Mời hai người đi cho Rất lời Phùng Thư Dương định gọi trợ lý vào dẫn bọn họ rời đi Thấy cho dù gặp được ông ta vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì Hà Tư Ca không nén nổi sốt ruột Cô rất khoát đi ra ngoài lớn tiếng nói Phùng Thư Dương Ông là cái kiểu đàn ông gì thế hả Đừng tưởng là mọi người không biết Ông không chỉ không tinh thông y thuật Còn nát rượu đánh phụ nữ Vừa nói xong, Phó cẩm hành đã thấy Phùng Thư Dương hung hăng cong mày lại, cả khuôn mặt cũng sầm xuống. Hắn lo lắng xảy ra chuyện, cho nên không chút do dự tiến lên một bước chặn ở trước mặt Hà Tư Ca. Ngộ nhỡ Phùng Thư Dương thẹn quá hóa giận, làm ra hành động gì bất lợi với cô. Phó cẩm hành tin mình có thể kịp thời phản ứng, bảo đảm Hà Tư Ca không sao. Chi tiết này rơi vào trong mắt Phùng Thư Dương, ông ta cười lạnh. Phó Tổng rất thương yêu vợ mình, chỉ có điều trên thế giới này có quá nhiều người phụ nữ không biết xấu hổ làm sao anh biết liệu cô ta có vừa quay đầu đã trèo lên giường của người khác hay không đối với bất cứ một người đàn ông nào mà nói lời như vậy đều đã coi như rất ác độc rồi phó cẩm hành cũng không ngoại lệ nhưng hắn không hề lộ ra một tia tức giận nào bởi vì hắn biết nếu phùng thư dương nói ra lời này chứng minh ở trong lòng ông ta thật ra vẫn oán hận đôi cầu nam nữ đỗ uyển thu và hà nguyên chính nếu như bọn họ muốn biết rõ chuyện năm đó Thì phải dựa vào oán hận của Phùng Thư Dương Nếu như ông ta thật sự đã buông xuống rồi Không muốn nói chuyện trước đây nữa Vậy mới thật sự là không thu hoạch được gì Ông bớt nói vớ vẩn đi Tôi lại không phải là Đỗ Uyển Thu Tôi biết năm đó bà ta cắm sừng ông Nhưng ông cũng đừng có vơ đũa cả nắm Hà Tư Ca cảm thấy lời nói của Phùng Thư Dương Thật sự làm nhục phái nữ Không nhịn được tức giận trong lòng nói lớn Cô thật sự không ngờ Một thiên tài y học còn có tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài lại kỳ thị giới tính mãnh liệt như vậy không phải nói người nước ngoài rất để ý đến vấn đề bình đẳng sao nếu ông ta đã là người có tiếng tăm rồi nhưng lại là một kẻ coi nam quyền là cao nhất vậy thì thận không thể tưởng tượng nổi <laughs> cô biết không ít đâu phùng thư dương nheo mắt lại trong giọng nói tràn đầy sự chế diễu tôi ghét nhất người chỉ biết một không biết hai việc gì cũng biết qua qua đã tưởng là mình nắm giữ toàn bộ chân tướng vô cùng ngu xuẩn Giọng điệu của ông ta khiến người ta khó chịu. Hà Tư Ca vừa định phản bác, Phó Cẩm Hành ở bên cạnh đã đưa mắt ra hiệu cho cô, bảo cô đừng vội tức giận. Xem ra, giữa ông và Đỗ Uyển Thu vẫn có một món nợ khó đòi phải tính. Như vậy vừa khéo, chúng tôi chính là vì chuyện năm đó mà đến, muốn hỏi rõ ngay trước mặt ông. Phó Cẩm Hành không nhanh không chậm nói. Hóa ra anh quyên góp 2 triệu tệ cho quỹ riêng của tôi chính là vì cái này. Phùng Thư Dương bừng tỉnh hiểu ra nhìn hắn. Chẳng trách trợ lý nói với mình. Có một thương nhân giàu có ném 2 triệu tệ vào quỹ, chỉ đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt. Trước đó ông ta còn khó hiểu, rốt cuộc là người như nào mới làm ra loại hành động khác thường này. Rất đơn giản, chúng tôi chỉ muốn biết rõ ông biết loại thuốc này có tác dụng phụ đối với tim từ lúc nào. Phó Cẩm Hành vừa nói, vừa móc ra một hộp thuốc khỏi túi áo vest, ném qua chỗ Phùng Thư Dương. Phùng Thư Dương cũng phản ứng rất nhanh, ông ta giơ tay nhận lấy vững vàng bắt được hộp thuốc kia. Bởi vì nghiên cứu mới nhất của Phùng Thư Dương, trước mắt loại thuốc này đã bị tổ chức y dược quyền uy trên thế giới báo ngừng. Cho dù là trong nước hay là nước ngoài, bệnh viện chính quy đều đưa nó vào danh sách thuốc cấm. Có điều, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn thì vẫn có thể mua được. Liên quan đến nghiên cứu y học của mình, tôi không thể tùy tiện tiết lộ. Phùng Thư Dương nhìn một cái đặt đồ xuống. Ông bớt vòng vo đi. Ông có biết là trong khoảng thời gian trước khi chết, mẹ tôi luôn uống loại thuốc này không? Tôi nghi ngờ nếu như không phải là bị nó ảnh hưởng mẹ tôi cũng sẽ không qua đời trẻ tuổi như vậy hà tư ca tức giận quát lên bánh mắt ửng đỏ lời của cô khiến vẻ mặt phùng thư dương hơi thay đổi đó là chuyện từ lúc nào thật ra thì hà tư ca cũng không nhớ được nhưng bạch hải đường lại không hề quên chuyện trước đây trước đó hai người lại gặp nhau một lần sâu chuỗi thời gian và các tình tiết hiện đang nắm giữ lại với nhau vì vậy khi nghe phùng thư dương hỏi hà tư ca cũng không hoảng loạn cô nói ngày tháng đã là hơn 10 năm trước. Phùng Thư Dương cau mày, hình như đang suy nghĩ cái gì. Thấy vẻ mặt ông ta nghiêm túc, Hà Tư Ca mím môi, nhìn Phó Cẩm Hành đứng sóng vai với mình. Cô phát hiện hắn cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như không phải là hai triệu kia của hắn trở thành nước cờ đầu gặp Phùng Thư Dương, chỉ sợ cô và Bạch Hải Đường, căn bản không thể thực hiện nổi. Nhất thời lòng cảm kích của Hà Tư Ca đối với Phó Cẩm Hành hình như lại tăng thêm mấy phần. Con người chính là động vật kỳ quái như vậy. Một khi ghét một người, cho dù nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, hình như ngay cả thở cũng là sai. Ngược lại cũng là như thế. Thịnh một người cho dù anh ta có làm gì, mình cũng đều thấy thích. Cho dù không khiến người ta vui vẻ, cũng sẽ tìm được một lý do để giải thích cho anh ta. Tôi có thể nói cho cô biết, tôi đã bắt đầu chú ý đến loại thuốc này chính là vào khoảng thời gian đó, nhưng rất đáng tiếc. Lúc đó tôi chỉ nghi ngờ, lại không có điều kiện đi tiến hành thí nghiệm lâm sàng phải biết nếu như chỉ là một bác sĩ bình thường sẽ tuyệt đối không có được tư cách này phùng thư dương chậm rãi nói hình như rất thận trọng chuyện này là thật sao hà tư ca mở to mắt lấy được một câu trả lời chắc chắn nhưng sự kinh hoàng trong lòng cô không hề giảm đi ngược lại còn nhiều hơn tôi lừa cô làm gì đây là nghiên cứu của tôi cả thế giới đều biết không ai cướp đi được nói tới đây phùng thư dương lập tức kích động có thể đoán ra được Mấy năm ông ta mới ra nước ngoài kia, nhất định cũng từng sống một khoảng thời gian rất khổ cực. Một bác sĩ sầu não thất bại, tinh thần xa sút muốn đứng vững ở nơi đất khách quê người. Nỗ lực phải bỏ ra gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần so với người khác. Tự nhiên không có ai cướp với ông rồi. Thành quả nghiên cứu của ông rất thành công, cũng nhận được sự khẳng định trong giới. Nếu không, bên phía Trung Hải cũng sẽ không đặc biệt mời ông qua đây đúng không? Không muốn kích động Phùng Thư Dương vào lúc này, Hà Tư Ca vội vàng chấn an ông ta trong giọng nói tràn đầy vẻ kính phục giáo sư phùng ông đừng kích động chúng tôi chỉ tùy tiện trò chuyện chút thôi lúc này ông ta mới bình tĩnh lại thật không dám giấu tôi nghi ngờ lúc mẹ tôi còn sống đỗ uyển thu và ba tôi đã có quan hệ bất chính đến khi vẻ mặt phùng thư dương khôi phục lại bình thường hà thư ca mới nhẹ giọng nói vốn cho là ông ta sẽ tránh né vấn đề này không ngờ chỉ nghe thấy phùng thư dương hử lạnh một tiếng lại dứt khoát khẳng định thái độ của cô cô đoán đúng rồi nếu không cô cho là vừa rồi tại sao Tôi lại nói cô chỉ biết một mà không biết hai Về mặt ông ta căm hận Hình như bị chuyện này làm cho tổn thương rất sâu Các người chỉ biết tôi là một người đàn ông bạo lực Uống rượu say sẽ đánh vợ Vậy các người có biết Sau khi kết hôn với tôi chưa đến 3 tháng Đỗ Uyển Thu đã bắt đầu lăng nhăng Hết người này đến người khác không trong ánh mắt Phùng Thư Dương tràn đầy vẻ đau khổ, có lẽ trong đoạn hôn nhân này, Đỗ Uyển Thu thật sự đã làm rất nhiều chuyện khiến ông ta tổn thương. Cái gì? chẳng lẽ ba tôi lại không phải là đối tượng đầu tiên bà ta lăng nhăng à hà tư ca cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng cho lắm không ngờ người phụ nữ nhìn dịu dàng xinh đẹp như đỗ uyển thu lại là loại phụ nữ này Phần kim liền dù sao cũng chỉ có một gian phu là tây môn khánh mà bà ta lại lăng nhăng hết lần này đến lần khác hoàn toàn chính là kẻ ngựa quen đường cũ đương nhiên không phải rồi vào lần đầu tiên tôi phát hiện bà ta có đàn ông ở bên ngoài tôi rất đau khổ tôi hỏi bà ta tại sao phải làm như vậy Bà ta chê tôi cả ngày làm việc trong bệnh viện, không thể ở bên bà ta. Bà ta quá cô đơn lạnh lẽo. Câu trả lời của bà ta khiến tôi cảm thấy vô cùng tự trách. Tôi thừa nhận, tôi luôn say mê công việc, chảnh mạng gia đình và bà ta. Cho nên tôi lựa chọn tha thứ. Tôi tưởng là bà ta chỉ nhìn la nhất thời kích động, vẫn sẽ yên ổn ở bên tôi. Phùng Thư Dương vừa nói, vừa tháo kính xuống, dùng tay day day ấn đường. Một người phụ nữ thích vụng trộm, làm sao có thể chỉ nhìn chăm chằm vào một con cá, Trừ phi bà ta tìm được một con cá béo đủ lớn Phó cầm hành phụ đầu Đúng là như vậy Đúng lúc tôi quyết định quên đi chuyện này Cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình Thì bà ta lại ở bên một người đàn ông khác Khoảng thời gian đó tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi Quả thực không có sức đâu mà quan tâm Cũng không vạch trần Không bao lâu tôi thi đỗ Hình như bà ta cũng cắt đứt liên lạc với người đàn ông đó Chúng tôi đều cảm thấy cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn Nên định sinh một đứa con lúc nói đến con gái vẻ mặt phùng thư dương hình như dịu dàng hơn sau này phùng thiên nhu đổi họ tên là hà thiên nhu rồi rốt cuộc cô ta có phải là con gái của ông hay không ông đừng để bị đỗ uyển thu lừa hà tơ ca không nhịn được nói sinh hoạt cá nhân của đỗ uyển thu hỗn loạn như vậy ai biết con gái rốt cuộc có phải là con của phùng thư dương hay không đương nhiên tiểu nhu là con gái của tôi rồi phùng thư dương có chút không vui trách mắng một câu nhưng rất nhanh ông ta đã bình tĩnh lại u ám nói Cô tưởng tôi chưa từng nghi ngờ à Con bé vừa ra đời Vì để yên tâm tôi đã lén đi làm giám định người thân Đợi có kết quả Chứng minh Tiểu Nhu thật sự là con gái của tôi Tôi mới thở phào nhẹ nhõm Dù sao đó cũng là cốt nhục ruột thịt của tôi Ông ta lại đeo kính lên Nhìn về phía Hà Tư Ca Sự nghi ngờ của cô không phải là dư thừa Thật ra thì vào hơn 10 năm trước Tôi đã bắt đầu để ý đến các loại phản ứng của người bệnh đang uống loại thuốc này do tôi phụ trách. Tôi còn ghi hết lại lưu ở trong USB. Chương 115, vô tình làm đồng lõa. USB, Anh mắt Hà Tư Ca dao động, nghĩ cũng đúng, mười mấy năm trước hẳn chưa xuất hiện thứ như lưu trữ đám mây, rất nhiều người ghi chép lại ở trong máy tính, còn lưu thêm một bản nữa trong USB. Có điều sau đó không biết tôi để cái USB kia ở đâu. Các phẫu thuật tôi phụ trách kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cấp cứu được bệnh nhân. Tôi vừa bị viết bản kiểm điểm vừa bị điều tra, Khoảng thời gian đó quá mệt mỏi, còn phát hiện bà ta và một người đàn ông giàu có lăng nhăng với nhau. Ánh mắt Phùng Thư Dương phức tạp nhìn về phía Hà Tư Ca. Chính là ba cô, Hà Nguyên Chính. Mặc dù cô ấy là con gái của Hà Nguyên Chính, nhưng cô ấy vô tội. Ông đừng có giận cá chém thớt lên cô ấy. Phó Cẩm Hành lạnh lùng nhắc nhở. Hắn rõ ràng hơn ai hết. Hà Nguyên Chính không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu như có người gây thù chúc oán với ông ta, muốn đối phó với nhà họ Hà, Phó Cẩm Hành ngược lại còn vui mừng đợi thành quả. Nhưng nếu như có người nhắm vào Hà Tư Ca, cho rằng cô là con gái của Hà Nguyên Chính là có thể đối phó với cô trước, Phó Cẩm Hành tuyệt đối sẽ không bàng quan. Đương nhiên là tôi biết, tôi cũng không cần anh nhắc nhở. Tôi ban đầu cũng đâu có định đi tìm đôi cậu nam nữ không bằng xúc sinh đó đâu. Nếu không cũng chẳng đợi nhiều năm tới vậy. Huống hồ trong tay tôi còn có chứng cứ bọn họ ngoại tình trong thời gian vẫn đang có gia đình. Ngay cả hình tôi cũng đã chụp được, chỉ là không muốn lớn chuyện mà thôi đối với phùng thư dương mà nói đây dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì huống hồ năm đó đỗ uyển thu bằng lòng ra đi với hai bàn tay trắng trừ con gái ra thì cái gì cũng không cần nhà xe tiền gửi ngân hàng bà ta không cần một thứ gì cả phùng thư dương đem bán hết sau đó một thân một mình ra nước ngoài ông ta vốn dĩ cũng muốn tranh quyền nuôi dưỡng con gái nhưng suy nghĩ tới chuyện mình là một người đàn ông nuôi con gái sống ở nơi không quen thuộc quả thực không tiện chỉ có thể từ bỏ ông đúng là đại trưởng phu con được giãn được nếu như khi đó ông không tha cho bọn họ nói không chừng bà hà cũng sẽ không bị chết sớm như vậy nói cách khác nếu như cái chết của bà ấy thật sự là do bọn họ gây ra vậy ông cũng vô tình làm đồng lõa rồi phó cẩm hành lớn tiếng chỉ trích trong ánh mắt tràn đầy sự chê trách tha cho kẻ xấu thật ra cũng là một điều ác lời nói của hắn hình như khiến phùng thư dương suy nghĩ chỉ thấy ông ta khẽ cụp mắt xuống không nói gì Chuyện đã rất rõ ràng rồi, mặc dù chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ vào những tin tức hiện nay đang có, hoàn toàn có thể suy đoán ra là Đỗ Uyển Thu và ba tôi liên thủ với nhau, lập ra một kế hoạch giết người hoàn mỹ. Đỗ Uyển Thu lấy trộm USB của ông, phát hiện y học mới của ông khiến bà ta vui vẻ như điên, quyết định dùng mẹ tôi làm chuột bạch. Sau đó ba tôi dùng lý do sức khỏe của mẹ tôi không tốt, cần uống thuốc, thay đổi sang loại thuốc này. Ngoài tới đây, cơ thể của Hà Tư Ca đã run rẩy không ngừng. Phạm tội đều cần có động cơ, có điều kiện. Hiển nhiên, Đỗ Huyền Thu có động cơ là bởi vì bà ta muốn lên chức. Hà Nguyên Chính có điều kiện bởi vì ông ta là chồng hợp pháp của Mạnh Nhị, có quyền mua thuốc chữa bệnh cho bà, sẽ không có ai nghi ngờ cả. Càng đừng nói là lúc đó hai kẻ này đã tặng tiệu với nhau. Cho dù là như vậy thì đã thế nào chứ? Đáng tiếc, Phùng Thư Dương nghe Hà Tư Ca phân tích xong vẫn không có chút phản ứng nào. Không cần cô nói nhiều, Ông ta cũng có thể suy đoán ra loại khả năng này Thậm chí lúc Hà Tư Ca mới nói rõ ý đồ đến đây của mình Phùng Thư Dương đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện rồi Như thế nào? Bọn họ là hung thủ giết người Bọn họ hại chết mẹ tôi Hà Tư Ca run giọng hô lên Đúng, Phùng Thư Dương gật đầu nhẹ giọng nói Có lý Thế nhưng có liên quan gì đến tôi Đối với tôi mà nói tôi đã ly hôn với Đỗ Uyển Thu nhiều năm như vậy rồi Bây giờ sự nghiệp của tôi thành công Không đến nỗi ngay cả một người đàn bà lăng loán cũng không bỏ xuống được nói xong ông ta nhấc cổ tay lên xem đồng hồ mười phút đã hết giờ rồi tôi còn có việc để tôi bảo trợ lý của tôi tiễn hai người đi phùng thư dương lớn tiếng gọi cậu trợ lý đã xuất hiện trước đó bảo cậu ta tiễn khách anh phó bà phó mời trợ lý cười nhẹ khách sáo nói phùng thư dương dù sao ông cũng là một bác sĩ cứu người sao có thể lạnh lùng như vậy được ông dám nghi ngờ loại thuốc kia có vấn đề không phải là vì muốn cứu nhiều người hơn hay sao bây giờ ông biết rõ mẹ tôi bị người ta hại chết ông lại thở ơ hà tư ca vô cùng tức giận giọng nói cũng cao lên quãng tám gân xanh nổi đầy trên cổ đủ rồi chúng ta về trước thôi phó cẩm hành vẫn duy trì được sự bình tĩnh hắn vòng một tay qua vai hà tư ca đưa cô ra ngoài lương tâm của ông không bất an hay sao nếu không phải do ông phát hiện ra nói không chừng mẹ tôi cũng sẽ không chết hà tư ca nghẹn ngào Học mắt đỏ ửng gần như sắp rơi nước mắt rồi Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chúng ta lại nghĩ cách khác. Phó Cẩm Hành thấp giọng khuyên nhủ, cùng cô rời khỏi phòng của Phùng Thư Dương. Trợ lý khép cửa phòng lại, vừa quay người đã thấy Phùng Thư Dương ngồi trên sofa đang thở dài, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Giáo sư Phùng, hai người này là... Trợ lý không nghe được đối thoại trước đó của bọn họ, không biết mục đích đến đây của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. Nhưng cậu ta thấy tâm trạng Phùng Thư Dương hình như hơi tệ, nhất định là bị ảnh hưởng Ờ, uh, không có gì. Để cho tôi nghỉ ngơi một chút. dặn tiệc sắp bắt đầu rồi. Phùng Thư Dương ấn Thái Dương, dựa vào sofa, tranh thủ thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi vào thang máy, Hà Tư Ca rút tay về, vẫn không thể đè được lừa dẫn trong lòng xuống. Nhưng cô cũng rất rõ ràng, mình cố gắng hết sức rồi, Phó Cẩm Hành cũng đã cố gắng hết sức rồi. Người duy nhất không hiểu lý lẽ là Phùng Thư Dương. Cũng không thể hoàn toàn nói là không có thu hoạch, phải không? ít nhất chúng ta đi chuyến này vẫn biết thêm rất nhiều chuyện trước đây chưa biết đổi lại là trước kia chúng ta chỉ có thể thông qua miệng của đỗ uyển thu đi tìm hiểu phùng thư dương hôm nay đích thân gặp mặt mới biết cái mông bà ta cũng không sạch sẽ có cẩm hành cố nhẫn lại an ủi cô nghe hắn nói như vậy hà tư ca cũng cảm thấy thật sự đúng là như vậy tâm trạng cô hòa hoãn hơn một chút cũng không tệ như trước đó nữa rời khỏi khách sạn hai người trở về nhà trên đường Hà Tư Ca do dự một lúc lâu vẫn nói Anh thật sự vì gặp được Phùng Thư Dương mà quyên góp tiền cho cái quỹ riêng của ông ta à? Nếu Phùng Thư Dương đã chính miệng nói như vậy, có lẽ không phải là giả rồi. Phó Cẩm Hành đích thân lái xe, hắn chuyên tâm nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ. Chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết là chuyện đơn giản nhất trên thế giới. Hắn dừng dưng trả lời, Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, phản ứng lại rất nhanh, Vậy há chẳng phải ngay cả chuyện đơn giản nhất trên thế giới tôi cũng không giải quyết được à? Bởi vì tôi không có tiền. Hừ, suy nghĩ của em thật là đặc biệt. Sau khi về đến nhà, Hà Tư Ca gọi điện thoại cho Bạch Hải Đường. Cô trốn ở trong phòng vệ sinh nữ, mượn cơ hội dặm lại phấn. Hai người trao đổi tin tức thám thính được với nhau. Nhìn Phùng Thư Dương già hơn so với tưởng tượng của tớ, xem ra ông ta cũng sống mấy năm vất vả. Nói như vậy, quả nhiên Đỗ Uyển Thu cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nói bà ta là Phan Kim Liên thời hiện đại cũng không quá đáng. Bệnh Hải Đường giữ một sấp tài liệu trong tay, đều là tài liệu có liên quan đến buổi dạ tiệc hôm nay. Cô ấy nghĩ, mặc dù Hà Tư Ca đã gặp Phùng Thư Dương rồi, nhưng mình cũng không thể buông lòng cảnh giác được. Tốt nhất vẫn là tìm cơ hội thích hợp, lại đích thân nghe ngóng một chút. Ừ đúng thế, Hải Đường, mấy ngày nay cậu đều ở khách sạn, cậu để ý giúp tớ một chút, tớ nghi ngờ có thể Đỗ Uyển Thu sẽ đi tìm ông ta. Hà Tư Ca to gan suy đoán không thành vấn đề. Bạch Hải Đường đồng ý vô cùng rất khoát, bởi vì cô ấy là phiên dịch lãnh đạo đích thân chọn ra, cho nên hoạt động tương đối tự do. Hai ngày này cũng không cần đến khoa làm việc, có thể đi họp cùng lãnh đạo, cộng thêm ăn ăn uống uống, nói là thăm hỏi trao đổi. Trừ chuyện chính ra chắc chắn cũng có một số trò vui chơi giải trí. Để điện thoại xuống, Hà Tư Ca cắn môi, hình như đang suy nghĩ điều gì. Vô tình nghe được đối thoại của cô và Bạch Hải Đường. Võ Cẩm Hành có chút kinh ngạc chủ động hỏi Sao em lại cảm thấy Đỗ Uyển Thu sẽ đi tìm Phùng Thư Dương Nếu như Phùng Thư Dương không nói dối Bà ta tránh còn không kịp Hà Tư Ca suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu Hắn là nhìn chuyện này từ góc độ đàn ông Nhưng cô là nhìn từ góc độ phụ nữ Tiến hành suy đoán một phen Đỗ Uyển Thu rất rõ Năm đó bà ta làm Phùng Thư Dương tổn thương sâu sắc Bây giờ ông ta công thành danh toại áo gấm về làng Tôi không tin trong lòng bà ta không dao động nhất là gần đây tình hình của hà thị lại tệ hại như vậy loại phụ nữ như bà ta nhận định sẽ giả thuyết nếu như mình không rời xa phùng thư dương bây giờ bà ta chính là vợ của giáo sư rồi hà tơ ca cười lạnh một tiếng cùng là phụ nữ dường như cô đã nhìn thấu đỗ uyển thu phân tích của cô hình như rất có lý phó cẩm hành cũng không phản bác vấn đề bây giờ là cho dù đỗ uyển thu đi tìm phùng thư dương đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa đặc biệt gì à hắn lại truy hỏi lần này đã làm khó hà tư ca rồi cô lộ ra vẻ không biết làm sao tôi vẫn không biết chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi đúng như hà tư ca suy đoán chuyện phùng thư dương trở lại trung hải rất nhanh đã chuyển đi khắp nơi ngay cả người không ở trong giới y học cũng biết mọi người đều cảm khái thiên tài y học năm đó lại không xa suốt mà sau nhiều năm chán nản như vậy đã tỏa sáng trói mắt một lần nữa xem ra vàng đến đâu cũng vẫn là vàng sẽ không bị vùi dập Năm đó lúc Đỗ Uyển Thu dẫn con gái rời đi Hà Thiên Nhu còn rất nhỏ Vẫn tên là Phùng Thiên Nhu Cộng thêm khoảng thời gian đó Phùng Thư Dương luôn ở bệnh viện Cả ngày không có ở nhà Cho nên thật ra cô ta không có quá nhiều ấn tượng với ba ruột của mình Tìm một hồ trên điện thoại Hà Thiên Nhu có chút giật mình Cô ta trợn to hai mắt Xem đi xem lại lúc này mới chắc chắn không phải là trùng tên Giáo sư thiên tài nổi tiếng trong giới y học đó Quả nhiên chính là ba mình Cô ta cầm điện thoại di động nhanh chóng lên tầng đi tìm đỗ uyển thu tìm bà ta chứng thực mẹ mẹ hà thiên nhu không gõ cửa phòng xông thẳng vào phòng ngủ đỗ uyển thu đang kiểm kê ngân khố nhỏ bị giật mình bà ta ôm lấy những thứ vàng bạc châu báu kia giống như có người muốn cướp của bà ta vậy chương 116 không thể cam chịu số phận nhìn thấy người đến là con gái bảo bối của mình đỗ uyển thu lập tức thả lỏng bà ta đặt lại đồ lên giường của trách cái đứa nhỏ này sao lại hùng hùng hồ hồ như vậy rốt cuộc là làm sao thế? Dứt lời Đỗ Uyển Thu lại cúi đầu tiếp tục kiểm kê quỹ đen. Nói ra cũng lạ, không biết có phải là vì lúc bà ta với Hà Nguyên Chính ngoại tình với nhau là trong thời gian hôn nhân hay không? Tóm lại cho dù sau đó gả cho Hà Nguyên Chính rồi, ông ta cũng không quá hào phóng đối với Đỗ Uyển Thu. Có lẽ, ở trong lòng ông ta vẫn có chút khinh thường bà ta. Một người đàn bà có thể dễ dàng phản bội chồng mình, ở trong mắt người đàn ông cũng phản bội vợ mình, không hề đáng quý trọng. Điều buồn cười là, Mọi người đều ngoại tình nhưng Hà Nguyên Chính lại cảm thấy mình cao hơn một bậc. Chuyện này e rằng là suy nghĩ chân thật của rất nhiều người đàn ông. Tùy tiện vui chơi đương nhiên không thành vấn đề, một khi nói chuyện cưới gả, bọn họ sẽ xem thường những người phụ nữ này. Cho nên thật ra, Hà Nguyên Chính cũng từng hối hận, có điều người phụ nữ mình cưới về chỉ có thể tự chịu đựng thôi. "Mẹ, mẹ xem đi." Hà Thiên Nhu được điện thoại đến trước mặt Đỗ Uyển Thu, có chút sốt ruột hỏi, "Là ông ta sao? Không ngờ bây giờ ông ta lại nổi tiếng như vậy." mẹ nhìn thấy chưa viện trưởng bệnh viện trung hải gặp ông ta cũng còn cúi đầu khom lưng cô ta vừa nói vừa mở một đoạn video có người truyền lên mạng ra video quay buổi dạ tiệc chỉ thấy bên trong phòng khách của khách sạn 5 sao sa hoa mỹ lệ tất cả các khách hứa được mời đều là nhân vật có mặt mũi trong nghề và ở trung hải trong đó phùng thư dương như trăng giữa bầy sao là nhân vật chính của buổi tối hôm đó đây là vừa thấy gương mặt người đàn ông tuy đã lâu không gặp nhưng lại chẳng xa lạ Đỗ Uyển Thu cũng lập tức ngây ra, "Mẹ, mẹ nói gì đi, rốt cuộc ông ta có phải là người đó không?" Từ nhỏ không có ấn tượng gì đối với Phùng thư Dương, Hà Thiên Nhu thật sự không gọi ra chữ ba này được, dường như có một loại cảm giác làm thế nào cũng không gọi được ra miệng. Ở trong lòng cô ta, Hà Nguyên Chính mới là ba, mặc dù không phải là ba ruột, nhưng tất cả ký ức về hình ảnh người ba đều liên quan đến Hà Nguyên Chính. Là ông ta, thật sự là ông ta? Giọng Đỗ Uyển Thu hơi run rẩy, bà ta vội vàng cầm lấy điện thoại, vô cùng nghiêm túc xem lại video kia, sau đó mới có chút kinh ngạc hỏi Hà Thiên Nhu. Nhu Nhu, sao con lại nhìn thấy thế? Hà Thiên Nhu hơi nhớn nhác nói, hôm nay con lướt web, trên mạng toàn là tin tức liên quan đến người này, con cảm thấy tò mò cho nên mở ra xem. Mẹ, mẹ không biết bây giờ ông ta nổi tiếng thế nào đâu, y như là minh tinh ấy. Câu nói tiếp theo Đỗ Uyển Thu đã không nghe rõ được nữa. Bởi vì trong đầu bà ta toàn là cảnh tượng lần cuối cùng mình gặp Phùng Thư Dương. Sáng sớm hôm đó, bọn họ đến cụm dân chính làm thủ tục ly hôn. Đỗ Uyển Thu vẫn nhớ rõ, Phùng Thư Dương uống say bí tỉ, áo sơ mi trên người cũng không biết bao nhiêu ngày chưa thay, nhăn nhốm còn bốc ra mùi khó ngửi. Hiển nhiên ông ta chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng không đến muộn, đôi mắt nhập nhèm nhìn mình. Ngay cả nhân viên phụ trách làm thủ tục ly hôn của cục dân chính vừa thấy cái dáng vẻ kia của Phùng Thư Dương cũng liên tục lắc đầu thậm chí không hề khuyên bọn họ rất vui vẻ đóng dấu đỏ lên giấy chứng nhận ly hôn thù thù tôi mời bà ăn bữa cơm nhé đi ra khỏi cụm dân chính phùng thư dương như đột nhiên thanh tỉnh lại chủ động nói đỗ uyển thu chán ghét nhìn ông ta cũng không nói chuyện ông ta tiếp tục nói đến nhà hàng cơm âu trước kia bà luôn muốn đi đi rất đắt bà yên tâm tôi mang đủ tiền rồi bà có thể tùy ý gọi đồ ăn bà ta cười lạnh không cần đâu và lại cái bộ dạng bây giờ của ông, người ta cũng không cho ông vào tiêu tiền, sợ ông dọa đến khách khác. Nói xong câu này, Đỗ Uyển Thu xoay người rời đi không chút quyến luyến, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác hoàn toàn giải thoát, bởi vì bà ta rất rõ, lựa chọn ly hôn với Phùng Thư Dương tuyệt đối là một trong những quyết định chính xác nhất của mình. "Mẹ, mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế? Rốt cuộc có nghe thấy con nói gì không?" Đợi cả nửa ngày phát hiện Đỗ Uyển Thu vẫn còn đang xuất thần, dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên hà thiên nhu có chút không vui lớn tiếng gọi còn giơ tay đẩy vào ta một cái à hà còn nói cái gì đỗ uyển thu bị dọa lúc này mới hoàn hồn lại có chút mù mờ nhìn về phía hà thiên nhu mẹ mẹ thật là không phải là thấy tin tức có liên quan đến ông ta thôi sao sao lại có phản ứng lớn như vậy đừng để cho ba con biết nhận định ba sẽ không vui hà thiên nhu chu môi vội vàng nhắc nhở ba con không có ở nhà đến công ty rồi nếu không đỗ uyển thu cũng không dám đổ mấy thứ đáng tiền này ra Vậy thì tốt. Có điều con cũng rất kinh ngạc, bởi vì mẹ từng nói với con, năm đó ông ta sống rất xa sút không ngờ bây giờ lại dạng dỡ như vậy. Hà Thiên Nhu lại nhìn điện thoại, giọng nói chua chát. Từ trước tới nay cô ta chưa từng nhắc tới chuyện liên quan đến ba ruột trước mặt bạn và bạn học. Hẳn không thể tuyên bố với bên ngoài, Hà Nguyên Chính chính là ba của mình. Ông ta vốn dĩ là một thiên tài. Ban đầu, thứ mẹ nhìn chúng là tài năng và học vấn của ông ta. Tưởng là ông ta có thể cho mẹ một cuộc sống tốt, mới đồng ý lời cầu hôn của ông ta. Nếu không với cái tính cách hiền như bụt đó của ông ta, sao mẹ lại lấy ông ta được? Đỗ Uyển Thu hử nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng phiền muộn. Sau đó thì sao? Đây là lần đầu tiên Hà Thiên Nhu nghe được những chuyện này, khó tránh khỏi cảm thấy tò mò, vội vàng hỏi. Sau đó cái gì? Sau khi kết hôn, mẹ mới biết mình sai rồi. Kỷ lục cao nhất của ông ta là 7 ngày không về nhà, vừa vào nhà đã lăn ra ngủ, ngủ xong thì tắm, thay quần áo, sau đó lại đi trong nhà giống như chỉ có một mình mẹ không trông cậy được vào ông ta cái gì hết ngay cả bóng đèn hỏng đường thoát nước tắc mẹ cũng phải tự giải quyết Nói đến cuộc sống hôn nhân năm đó giọng Đỗ Uyển Thu tức giận dường như vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng ông ta là bác sĩ mà phải làm phẫu thuật nhận định là như vậy Hà Thiên Nhô cắn môi không tự chủ được nói thay cho Phùng Thư Dương Đỗ Uyển Thu chừng cô ta một cái chế giễu ha con hướng về ông ta rồi đấy có phải là giờ nhìn thấy ông ta công thành danh toại cho nên muốn đi nhận người ba ruột này rồi không nhưng ông ta đúng là ba ruột của con hơn nữa mẹ con đặc biệt điều tra rồi ông ta vẫn chưa tái hôn cũng không có đứa con nào khác mẹ nói xem liệu có lẽ nào từ đầu đến cuối ông ta không quên được mẹ thật ra trong lòng vẫn có mẹ cho nên mới đột nhiên trong lòng cô ta có một cách nghĩ to gan trôi ra hà thiên nhu lập tức xích lại gần đỗ uyển thu rành mãnh hỏi bà ta Lời của con gái khiến hai má đỗ uyển thu đỏ lên, bà ta hơi không được tự nhiên, vội thấp giọng trách. Đừng có nói linh tinh, trẻ con đừng có quan tâm đến chuyện của người lớn. Hà Thiền Nhù bĩu môi, có chút không vui quay lại chỗ cũ. Ai là trẻ con? Con đã lớn rồi. Hà Tư Ca đó cũng không lớn hơn con bao nhiêu, không phải nghe nói ngay cả con cũng sinh rồi à? Cô ta mới là người không biết xấu hổ. Vào lúc này nghe thấy chuyện liên quan đến Hà Tư Ca, tâm tình Đỗ Uyển Thu rõ ràng cũng không tốt lắm. Cái loại con không mẹ đó Con trông chờ cô ta có giáo dục gì chứ Cũng là số may Trở thành đại tiểu thư của nhà họ Hà Thật ra nó còn kém xa con Con là tâm huyết của mẹ Mẹ một lòng một dạ đào tạo con Chính là để con nhất định phải mạnh hơn mẹ Cả vào một nhà chồng tốt Bà ta giơ tay sờ mái tóc dài lấp lánh như gấm của Hà Thiên Nhu Đó là kết quả của nhiều năm dày công chăm sóc Đỗ Uyển Thu tuyệt đối không cho phép Hà Thiên Nhu đi nhuộm uốn tóc, cho dù cô ta từng ẩm ý khóc nháo, nhưng bà ta cũng không đồng ý. Hình tượng của con gái ngoan ngoãn có mái tóc đen dài, da trắng, mắt to mới là kết quả Đỗ Uyển Thu một lòng mong muốn. Bởi vì như vậy mới là hình mẫu người vợ trong lòng rất nhiều người đàn ông. Xinh đẹp, nhưng không thể quá xinh đẹp. Thông minh, nhưng cũng không thể quá thông minh. Thuần khiết giống như một tờ giấy trắng, không có bất cứ tình sử nào cả. Nhà chồng tốt cái gì? có cẩm hành lại không chịu lấy con anh ta đúng là cái đồ mù nói tới chuyện này hà thiên nhung lại một bụng tức giận tên họ phó kia thà chọn hàng second hand đã bị người khác chơi qua rồi cũng không chịu đồng ý lấy mình nhất định chính là có mắt không chồng <laughs> còn không phải là cảm thấy con không phải con gái của nhà họ hà xem thường mẹ con chúng ta sao sắc mặt đỗ uyển thu rét lạnh cũng có chút tức giận bà ta cúi đầu ánh mắt lại rơi trên điện thoại nhìn phùng thư dương đỗ uyển thu không kìm nổi lòng lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của con gái Ông ta lại luôn chưa tái hôn Chẳng lẽ là nói Một ngọn lửa hy vọng dấy lên trong lòng bà ta Càng cháy càng mạnh Khiến Đỗ Uyển Thu giống như lại trở về hơn 20 năm trước Nhìn thấy mình trẻ tuổi xinh đẹp Ê, con đi bơi đây Gần đây hình như lại béo lên rồi thẩn đáng ghét Hà Thiên Nhu cầm điện thoại lên lầm bẩm một mình Xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của Đỗ Uyển Thu nhưng trái tim bình yên như mặt hồ của Đỗ Uyển Thu vẫn vì Phùng Thư Dương quay về mà sinh ra một chút rung động. Bà ta nhìn đồ trang sức châu báu ở trên giường, đột nhiên cảm thấy không thú vị, cảm xúc không cam lòng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Mặc dù bà ta được toại nguyện gả cho Hà Nguyên Chính, nhưng như vậy thì đã thế nào? Sau khi cưới ông ta càng hẹp hòi hơn trước khi cưới, hàng năm chỉ có một sợi dây chuyền hoặc là một cái túi để đuổi bà ta đi. Còn về bất động sản, cửa hàng gì đó vẫn không có tên bà ta. Mặc dù không lo ăn lo uống Nhưng Đỗ Uyển Thu vẫn cảm thấy Chỉ cần tiền không ở trong tay mình Sẽ khiến người ta không có cảm giác an toàn Càng đừng nói là Mấy năm gần đây tình hình kinh tế của nhà họ Hà Thật sự càng ngày càng xa sút Đối với Đỗ Uyển Thu mà nói Bây giờ bà ta muốn tiền không có tiền Muốn địa vị không có địa vị Khác xa cuộc sống trong tưởng tượng Đồ vô dụng Ban đầu bà đây đi theo ông đúng là xui xẻo tám đời Trong cơn tức giận bà ta cầm một sợi dây chuyền ngọc chai nước ngọt trong đó lên ném mạnh đi dày đứt mấy chục viên ngọc chai lập tức văng ra nhảy lên trong không trung lăn vào các ngóc ngách đỗ uyển thu cũng lười để ý mặc cho đám ngọc chai bắn đầy đất bà ta ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương gương mặt vẫn coi như được chăm sóc cẩn thận cho dù nói thế nào bà ta cũng vẫn chịu đầu tư lên người mình cho nên nhìn vẫn thất tha như trước mình không thể cam chịu số phận như vậy được mình phải vì mình vì con gái bảo bối của mình mà ra sức một lần giơ tay xoa xoa gò má đỗ uyển thu lẩm bẩm trong mắt lóe lên vẻ mãnh liệt